Vâng, thưa quý vị, tiểu mục tiếp theo sẽ là tiểu mục khỏe hơn đẹp hơn, nơi mà chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện không chỉ là của các chị em, mà chắc chắn rồi nhiều khi cũng sẽ có những câu chuyện liên quan tới cả những cánh mày râu của chúng ta nữa. Rồi thì tất cả mọi người của chúng ta đều có thể cảm thấy là mình đâu đó có thể cũng sẽ gặp những cái vấn đề tương tự như vậy và cần có những cái lời tư vấn hay là những cái lời giải đáp. Và chắc hẳn khi mà thời điểm giao mùa rồi mùa hè cũng sắp tới nữa, khi mà thời tiết nắng nóng rồi nồm ẩm vân vân và vân vân, những cái vấn đề mà dễ nảy sinh, chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái điều kiện cực kỳ thuận lợi cho môi trường vi khuẩn, vi sinh vật có thể là phát triển và sinh sôi. Và mùa hè thì ví dụ như các chị em của chúng ta, và đặc biệt là ngày nay thì ngay cả những cánh mày râu các anh em thì cũng đã sử dụng rất là nhiều các cái loại kem để có thể bảo vệ da, hay là cái việc là chống nắng hàng ngày thôi chúng ta cũng đã sử dụng rất là nhiều. Và từ những cái việc là chúng ta có thể sử dụng nó không phù hợp này, hay là lạm dụng nó quá nhiều cũng dễ dẫn đến những cái tình trạng viêm da, hay là ngay cả cái việc mà thời tiết thôi cũng ảnh hưởng đến chúng ta, và khi sử dụng những cái đồ không phù hợp với chính bản thân của chúng ta thôi cũng dễ tác động lên làn da của chúng ta rất nhiều. Và có thể thấy là một trong những căn bệnh mà mọi người rất là quan tâm trong cái dịp mà trong những cái khoảng thời gian thay đổi giao mùa như thế này, đó chính là bệnh nấm da. Và cơ thể thì của chúng ta chắc chắn cũng sẽ luôn luôn gặp phải những cái vấn đề khi mà mệt mỏi uể oải, hay là thường xuyên ra vào phòng nhiệt độ hay điều hòa ở bên ngoài trời có cái sự chênh lệch như vậy. Kèm theo đó là nắng nóng lại khiến cho làn da của chúng ta trở nên nhạy cảm hơn, làn da có thể sạm đen và cũng có thể sinh ra rất nhiều những căn bệnh viêm nhiễm vân vân và vân vân. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ mời quý vị khán giả đến với những nhìn nhận rõ hơn thông qua một phóng sự mà chúng tôi cũng đã thực hiện. Sau khi sinh em bé đầu lòng, phần da ở má, cổ và lưng của người phụ nữ này xuất hiện những đốm trắng không đều màu. Dù không ngứa hay gây khó chịu, nhưng các vết loang ngày càng lan rộng ra nhiều vị trí, khiến chị không khỏi lo lắng. Tới bệnh viện thăm khám, chị được xác định mắc nấm da và cần phải điều trị. Lúc đầu thì nó cũng chỉ là nhỏ thôi, nên là mình cũng không để ý. Thế lúc mà nó to dần lên thì kiểu mọi người cũng góp hỏi nói chuyện ấy, góp ý, thì lúc ấy mình mới để ý. Gần nhà thì cũng chưa thấy ai bị, nên là cũng lo lắng. Thế mới đi khám và xem tình hình như nào. Tại khoa xét nghiệm vi sinh nấm ký sinh trùng Bệnh viện Da liễu Trung ương, trung bình mỗi ngày có khoảng 40 đến 50 bệnh nhân nhiễm nấm tới thăm khám. Các bác sĩ cho biết nấm da có nhiều chủng, mỗi chủng đều có sự thích nghi gây nhiễm bệnh, do đó mọi vùng da đều có nguy cơ mắc. Tuy nhiên, những vùng da ẩm ướt, nhiều mồ hôi có nguy cơ nhiễm cao hơn, như bẹn, kẽ ngón chân, ngón tay, xung quanh thắt lưng, nách, cổ, da đầu, vân vân. Các bệnh thường gặp có thể kể đến như nấm thân, nấm kẽ, nấm móng, nấm tóc, lang ben. Thưa quý vị, nước ta nằm ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, rất thuận lợi để các bệnh nấm da phát triển. Đây là căn bệnh mặc dù không gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người, nhưng mà lại gây ra những cái khó khăn trong cuộc sống, ví dụ như là bệnh rất khó điều trị dứt điểm và dễ tái phát. Và trong ngày hôm nay thì để giúp quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh nấm da, chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Trần Cẩm Vân, trưởng khoa xét nghiệm vi sinh nấm ký sinh trùng Bệnh viện Da liễu Trung ương. Xin chào bác sĩ ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào Hồng Hạnh, xin chào tất cả quý vị khán giả đang xem truyền hình. Vâng, thưa bác sĩ, rất nhiều khán giả đã gửi câu hỏi về chương trình mong bác sĩ giải đáp. Trong đó thì có một bệnh nhân chia sẻ rằng họ hay gặp phải tình trạng ngứa ở da, vùng da tổn thương thì khô, bong chóc nhiều, và đặc biệt là dù đã bôi thuốc cũng như là dùng các cái loại thực phẩm chức năng làm mát nhưng mà tình trạng vẫn không cải thiện. Vậy thì bệnh nhân mong bác sĩ giải đáp có phải là bệnh nhân đã mắc bệnh nấm da hay không ạ? Thực ra thì triệu chứng bạn vừa nói thì có thể là bệnh nấm da. Bởi vì là với cái triệu chứng đó thì cũng có rất nhiều bệnh có biểu hiện tương tự. Đó thì không chỉ là liên quan đến nấm. Tuy nhiên thì thực sự thì khi mà tình trạng bong da và ngứa nhiều thì khi bệnh nhân đến khám chúng tôi phải loại trừ bệnh nấm da là một trong những cái chẩn đoán đầu tiên. Như vậy thì là phải chỉ định xét nghiệm để thực hiện cái xét nghiệm trên cái vẩy da đó, lấy trực tiếp, chúng tôi soi trên kính hiển vi để xác định chính xác xem bệnh nhân có bị nhiễm nấm hay không. Bác sĩ thân mến, như những chia sẻ của bác sĩ vừa rồi thì nấm da là một căn bệnh rất là nhiều người dễ mắc phải. Vậy thì không biết là nguyên nhân nào gây ra căn bệnh này thưa bác sĩ? Nấm da là một bệnh rất là phổ biến, đặc biệt là trong cái vùng khí hậu nhiệt đới mà chúng ta đang sinh sống. Bên cạnh đó thì nấm là một giới riêng, là một giới sinh vật riêng không giống động vật và thực vật, và chúng luôn tồn tại trong một cái hệ sinh thái rất là đa dạng.
sinh sản phát triển rất nhanh. Bên cạnh đấy thì phải nói rằng là trong cái môi trường của chúng ta đang sống thì cũng có rất nhiều những cái tác động khiến cho làn da của chúng ta trở nên là dễ hư tổn. Ví dụ như việc dùng hóa chất, những cái chất tẩy rửa rất là nhiều, hay là môi trường khí hậu ô nhiễm có tác động đến làn da của chúng ta. Bên cạnh đấy thì những cái bệnh lý có thể là làm trầm trọng hơn tình trạng da. Ví dụ như những bệnh lý chúng ta có thể nhiễm những cái virus, hoặc là chúng ta có thể là liên quan tới những cái bệnh ngứa, sần ngứa, thì cũng là điều kiện thuận lợi để những cái vi nấm vi hệ hoặc là những cái vi nấm từ môi trường xâm nhập. Rồi những kể cả trong sinh hoạt của chúng ta thì ví dụ như là thói quen chơi với chó mèo, động vật nuôi, chúng ta thường xuyên là nuôi vật nuôi nhưng mà lại cũng rất ít cái thói quen trong việc là chăm sóc vật nuôi của mình, cũng là một cái nguyên nhân mà khiến bệnh nấm từ động vật có thể lây sang người. Một cái điều kiện nữa trong cái xã hội hiện đại của chúng ta mà khiến chúng ta cũng rất là dễ mắc nấm, đó là những cái trường hợp mà chúng ta thừa cân béo phì thì chúng ta cũng rất là dễ mắc những cái bệnh lý về nấm, nhất là ở những cái vùng nếp kẽ ẩm ướt đấy, khi mà béo phì chẳng hạn, ví dụ như là kẽ bẹn hoặc là những cái vùng kẽ nách rồi vùng cặp quần vân vân có thể bị, hay là những cái trường hợp mà chúng ta thiếu suy dinh dưỡng, hoặc là những trường hợp mà các bạn bệnh nhân đến thì trong những cái tình trạng là bị bệnh tiểu đường, hay là những cái trường hợp mà về dùng xạ trị trong ung thư thì cũng mắc những cái nấm gây bệnh cơ hội rất là nhiều. Hiện nay thì có những cái bệnh nấm da nào phổ biến ở Việt Nam ạ? Và những dấu hiệu nào để nhận biết bệnh nấm da thưa bác sĩ? Đối với bệnh nấm thì có một cái rất là đặc biệt, tức là trong cái chẩn đoán của chúng tôi thì khi bệnh nhân đến là chúng tôi đã nhìn thấy cái thương tổn lâm sàng và chẩn đoán ngay, ví dụ như là tên nấm cộng với một cái vị trí mà nấm gây bệnh thì suy ra chẩn đoán, ví dụ như nấm gây bệnh ở tóc thì chẩn đoán là nấm tóc, nấm gây bệnh ở móng thì chúng tôi chẩn đoán là nấm móng, vân vân. Triệu chứng cơ năng là bệnh nhân đến có thể ngứa, như bạn đã biên chia sẻ ban đầu là bệnh nhân có thể ngứa hoặc là rất ngứa. Đấy, có những bệnh nấm mà gần như cũng không ngứa, tuy nhiên là khi ra mồ hôi tăng tiết thì mới ngứa. Đấy là triệu chứng cơ năng đầu tiên. Thứ hai là cái triệu chứng có thể là có những cái rát ở trên da, là triệu chứng thực thể. Riêng đối với nấm da thì thương tổn đặc trưng là gì ạ? Bờ, có bờ và hình đa cung, tức là rất nhiều vòng nó xếp chồng lên nhau, gọi là như cánh hoa hồng ấy, gọi là hình đa cung. Và ở trên cái viền, đường viền thì xuất hiện những mụn nước, những vẩy da đó, rồi những cái rát đỏ ở trên đó. Và đặc biệt là ở trung tâm thì lành, bởi vì nấm có xu hướng ăn lan, da nó cứ bò lan cho nên lan đâu nó xếp thành hình vòng cung cái đấy. Và thì ở giữa lại xu hướng là lành, thương tổn rất là đặc biệt. Cho nên là nhìn vào cái thương tổn điển hình đó, chúng ta có thể lấy cái bệnh phẩm ở cái vị trí là ở bờ thương tổn. Vâng, bác sĩ vừa chia sẻ đó là một số các cái dấu hiệu có thể nhận diện bệnh nấm da như là ngứa hay là vùng da tổn thương bị đỏ rát. Tuy nhiên thì những cái dấu hiệu này rất là dễ giống với cả những cái bệnh lý khác. Vậy thì việc chẩn đoán bệnh nấm da thì có gì khó khăn và dễ nhầm lẫn không ạ? Nếu như thương tổn nấm điển hình đúng như y văn mô tả, chúng tôi mô tả ở trên thì gì ạ? Thì các bác sĩ ở tuyến cơ sở hoặc là người dân có thể dễ dàng nhận biết được nó. Còn những trường hợp mà nó không điển hình như bạn cũng chia sẻ là gì ạ? Nó có thể là vẩy da bong rất nhiều, rồi thương tổn có thể bộ nhiễm thứ phát, tràm hóa vân vân. Thì câu chuyện như vậy là thương tổn biến đổi như vậy thì khiến cho chúng ta dễ chẩn đoán nhầm với rất nhiều bệnh. Vì vậy cho nên lúc này thì một ấy, là cái kinh nghiệm của bác sĩ lâm sàng trong cái việc là chẩn đoán bệnh. Thứ hai là cũng rất cần thiết có một cái công cụ xét nghiệm để mà thực hiện những cái kỹ thuật lấy bệnh phẩm ở vẩy da, soi trên kính hiển vi để tìm những cái vi nấm gây bệnh. Và như vậy thì đôi khi thực sự cũng là rất khó khăn đối với chúng tôi trong những trường hợp mà bệnh nhân có thể là bôi thuốc, rồi bệnh nhân tự ý cọ sát, chà gãi, khiến cho thương tổn nó gần như là không có thể điển hình gì nữa. Đến chúng tôi nhiều khi cũng rất là khó để chẩn đoán. Như vậy thì thực sự là phải cũng hỏi ý kiến các bác sĩ đồng nghiệp, rồi là cũng có thể là chúng ta phải chỉ định những kỹ thuật chuyên sâu như nuôi cấy định loại nấm, hoặc là chúng ta sinh thiết ở thương tổn xem là nhuộm, những cái phương pháp để phát hiện ra nấm. Hiện nay việc điều trị nấm da có gì khó khăn hay không ạ? Và người bệnh thường mắc sai lầm gì khiến việc điều trị không đạt hiệu quả cao nhất ạ? Tức là cái thời gian dùng thuốc của bệnh nhân thì tùy từng chủng nấm, tùy từng cái thương tổn khác nhau mà chúng ta có thời gian dùng thuốc khác nhau. Đấy, đa phần thì bệnh nhân gì ạ? Họ sẽ đến, kể cả họ đến khám và điều trị rồi nhưng mà họ không theo cái chỉ định của bác sĩ và chỉ điều trị một đợt, họ có thể dừng lại và cái nguy cơ tái phát hoặc tái nhiễm đó. Bởi vì như tôi chia sẻ là nấm không chỉ bề trên bề mặt da mà ở dưới lớp sừng 0,5 đến 1 ly nữa, và do đó nên là gì ạ, cái thời gian điều trị thì bệnh nhân phải rất kiên trì, có thể đối với nấm da là từ 4 đến 6 tuần, đối với nấm gây bệnh ở tóc thì có thể là 6 đến 8 tuần.
Đối với nấm gây bệnh ở móng thì có thể 3 đến 6 tháng và có một số vi nấm thì 8 tháng đến 1 năm. Đó, cho nên là cái câu chuyện là gì ạ? Như tôi vừa nói, vô hình dung nếu như mà mình không điều trị đúng, đủ và mình tự ý mua thuốc dẫn đến những cái biến chứng thì gì ạ? Thì là cái thương tổn nó có thể gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí có bệnh nhân điều trị rất là nan giải và cái đó thì là một cái gánh nặng tâm lý rất là lớn với bệnh nhân. Nhiều khán giả thì có gửi thắc mắc là không biết là bệnh nấm da có thể được điều trị khỏi ở nhà được không ạ? Và căn bệnh này nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì có thể gây ra những cái hệ lụy và biến chứng như thế nào thưa bác sĩ? Khi mà bị như thế thì thứ nhất là cái tâm lý bệnh nhân rất là khó chịu, bệnh nhân ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất là nhiều. Đa phần là nấm da thì cũng lành tính, chúng ta điều trị ngoại trú là chính. Nhưng một số trường hợp mà có thể dẫn đến cái biến chứng đấy nặng nề, ví dụ như là trường hợp nấm tràm hóa bội nhiễm thì có thể lan tỏa toàn thân hoặc là có thể lây nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Và có những cái trường hợp mà nhiễm nấm da ví dụ như ở đầu thì chúng ta có thể, bệnh nhân có thể bị những cái trường hợp mà thương tổn kết hợp với bội nhiễm thì có thể rụng tóc hoàn toàn ở cái vùng đó, mất tóc đó, thì đó cũng là, và không mọc lại. Chính vì vậy những trường hợp mà có cái thương tổn bội nhiễm, thương tổn tràm hóa hoặc là những cái thương tổn mà có thể có cái nguy cơ biến chứng như là thương tổn viêm keriom, gọi là thương tổn keriom ở da đầu thì bệnh nhân nên đến viện để điều trị. Khi đến viện điều trị chúng tôi theo dõi, thăm khám và phối hợp các phương pháp có thể. Những trường hợp mà nấm da kết hợp với viêm nhiễm mà có hiện tượng mưng mủ thì chúng tôi phải trích rạch thương tổn, phải kết hợp với dùng kháng sinh, rồi corticoid và các thuốc chống nấm khác để điều trị cho bệnh nhân. Không ít người thì lo lắng là bên cạnh họ thì cũng có những người thân mắc bệnh nấm da. Vậy không biết là căn bệnh này thì có lây truyền từ người sang người không thưa bác sĩ? Đối với nấm thì lây qua 3 con đường nấm da, thì trong đó con đường lây từ người sang người. Tuy nhiên thì không phải chủng nào cũng lây, nhưng đa phần thì là khi nấm xâm nhập vào cơ thể thì phải tiếp cận với cơ thể vật chủ. Đấy, xâm nhập vào cơ thể vật chủ và người tiếp xúc với người thì cũng có những cái lây nhiễm trực tiếp như vậy. Thông thường là thế. Và trong cái trường hợp khi mà lây nhiễm từ người sang người thì chúng ta không chỉ là điều trị, gọi là khi mà chúng ta phòng bệnh thì chúng ta phải quan tâm đến việc là thế thì chúng ta phải dùng riêng các đồ dùng, cách ly với bệnh nhân nhiễm nấm đó, và chúng ta phải vệ sinh, hướng dẫn cho bệnh nhân cái cách vệ sinh, ví dụ như là trong cái việc mà dùng đồ dùng, khăn tắm này chẳng hạn, nếu bệnh nhân bị nấm ở trên thân mình chúng ta dùng khăn tắm riêng, hoặc là những cái ga trải giường rồi quần áo cũng phải dùng riêng, hoặc là bị nấm tóc thì chúng ta không nên dùng chung lược đấy, hoặc là dùng chung những cái mũ bảo hiểm đội đầu. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong ngày hôm nay ạ.